Linh kiện đồ C test flycam F1S của anh Sĩ. Máy của anh thì tiếp nhận thì anh báo là không hình ảnh. Cái này bên em cũng test qua thì hình ảnh bình thường nhá. Đây hình ảnh truyền về đây. Máy mình đây. Gimbal rồi. Hoạt động bình thường. Xem hình ảnh và gimbal đây. Bây giờ em bay lên một chút để kiểm tra máy mình nhé. Trước tiên em kali máy vậy. Đây hình ảnh truyền về đây. Hiện tại máy đang đợi GPS. Em đã tắt GPS đi luôn, khu vực này là mất là yếu. Đây, anh quay và giúp em cái màn hình này. Màn hình truyền hình ảnh về đâu, không cần quay máy đâu. Đây, hình ảnh truyền về rất bình thường đấy nhé. Em chuyển lại về GPS mode. Đây. Máy bay lên giữ vị trí này, khi có GPS. Đây, hình ảnh vẫn chuyển về bình thường nhé. Bay cao xa một chút. Đây, quay màn hình ra. Quay vào hình ảnh vẫn còn. Hình ảnh truyền về bình thường nhé.